Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Do kỳ nghỉ Tết kéo dài, việc ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều đường, ít chất xơ, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga khiến một số bệnh có nguy cơ gia tăng sau Tết. Trong đó phổ biến nhất là men gan và mỡ máu cao. Việc ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều đường, ít chất xơ, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga cũng khiến bệnh mỡ máu cao, men gan cao gia tăng sau Tết. Mỡ máu cao là bệnh thường gặp ở những người có chế độ ăn nhiều chất béo hoặc có người thân cũng bị mỡ trong máu. Bên cạnh đó, người bị bệnh tiểu đường, béo phì hoặc người cao tuổi cũng có nguy cơ bị mỡ trong máu cao hơn bình thường. Đặc biệt, các chất kích thích, đồ uống có cồn như rượu bia, thuốc lá hay chế độ ăn liên tục các thực phẩm giàu chất béo cũng làm tăng cao khả năng bị mỡ trong máu. Biến chứng nguy hiểm hàng đầu của mỡ máu cao phải kể đến đột quỵ. Khoảng 93% người đột quỵ não có rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó, men gan cao cũng là tình trạng nhiều người gặp. Bệnh có rất ít triệu chứng. Thông thường người bệnh chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn, hơi đau hạ sườn phải. Ăn uống khoa học là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục tình trạng men gan cao, mỡ máu cao. Bên cạnh đó, nên hạn chế rượu bia và các loại nước giải khát có cồn. Các bác sĩ còn cho biết, do có sự xáo trộn về thói quen sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, khiến nhiều người gặp phải tình trạng mệt mỏi, uể oải, rất khó tập trung khi trở lại công việc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân 75 tuổi, phát hiện bị ung thư da sau khi đầu ngón tay xuất hiện các mảng màu đen. Cụ thể, bác sĩ Quang cho biết bệnh nhân đến bệnh viện khám với dấu hiệu lâm sàng là mảng màu đen, loét, rỉ dịch và chảy máu, đau nhẹ vùng móng ngón ba tay phải. Bệnh nhân cho biết trước đó cũng đã đi khám và điều trị tại cơ sở y tế nhưng tình trạng không đỡ. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các kết quả khám xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố ngón ba tay phải. Các bác sĩ sau đó đã phẫu thuật cắt ung thư và vét hạch gác. May mắn, bệnh ở giai đoạn sớm của bệnh ung thư tế bào hắc tố, vì thế bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng phương pháp phẫu thuật và theo dõi tiếp trong 5 năm tiếp theo, không cần hóa xạ trị. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. Bác sĩ cảnh báo ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa. Tuy bệnh rất ác tính với tỷ lệ di căn cao, nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị theo đúng phác đồ thì có thể điều trị khỏi. Tỷ lệ sống 5 năm là rất cao. Do vậy, khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên da, bệnh nhân nên đi khám sớm để được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Lần đầu tiên, doanh thu bảo hiểm gốc vượt mốc 4.000 tỷ đồng, xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ là tốt. Đây là thành tích mà bảo hiểm PGCO đạt được trong năm qua. Với sự nỗ lực của bảo hiểm PGCO trong năm qua, tổng doanh thu đạt 4.841 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.023 tỷ đồng. Lần đầu tiên, doanh thu bảo hiểm gốc vượt mốc 4.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt trên 283,68 tỷ đồng, xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++. Hướng tới năm 2024, dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 243.472 tỷ, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước. Với chỉ tiêu này, bảo hiểm PGCO hy vọng tạo đà cho giai đoạn của sự phát triển mới hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập bảo hiểm PGCO 15 tháng 6 năm 1995, 15 tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị, như đã đề cập trong bản tin ngày 15 tháng 2, đã thành quy luật sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vấn đề sức khỏe của những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, gút, tim mạch, huyết áp lại càng được chú ý. Điều này cũng dễ hiểu vì kỳ nghỉ Tết kéo dài tới 7 ngày, kèm theo đó là sự xáo trộn trong sinh hoạt cũng như ăn uống nghỉ ngơi, dễ khiến nhiều người gặp phải tình trạng mệt mỏi, uể oải và rất khó tập trung sau Tết. Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính, bệnh liên quan đến chuyển hóa thì dễ gặp biến chứng nguy hiểm. Vậy làm thế nào để chúng ta phục hồi sức khỏe sau Tết? Phần cuối bản tin sẽ là những lưu ý phục hồi sức khỏe sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong 7 ngày nghỉ Tết năm nay, bệnh viện ghi nhận số ca cấp cứu liên quan đến rượu bia như tai nạn giao thông, ẩu đả, đánh nhau giảm rõ rệt. Tuy nhiên, số ca cấp cứu liên quan đến các bệnh nội khoa như tim mạch, đái tháo đường, hô hấp lại gia tăng. Các phóng viên đến, các anh chị nhìn thấy chúng tôi rất là đông bệnh nhân, gần như là kín giường. Và ở đây là những cái bệnh lý rất là nhiều chuyên khoa. Về khoa tôi cấp cứu rất là nhiều khoa, về bệnh lý về đột quỵ não này, bệnh lý về đường máu này, rồi bệnh lý về tiêu hóa này, rồi bệnh lý về viêm phổi này, hoặc những bệnh lý suy tim.
Thì thực tế rằng là cái quan trọng nhất là người ta phải kiểm soát bệnh lý nền. Kiểm soát bệnh lý nền là gì? Phải đi khám định kỳ. Khi có bệnh uống thuốc đều, khám định kỳ để tránh biến chứng. Hai là sau cái Tết nhất thì những cái bệnh lý tiểu đường thì họ hơi quá, ăn quá đi thì chúng ta phải quay về cái chế độ bình thường. Vì khi mà kiểm soát được chế độ bệnh lý tiểu đường tốt thì ít các cái biến chứng. Ví dụ như bệnh suy tim, nếu không kiểm soát hàng ngày tốt thì chắc chắn sẽ khó thở lại đi cấp cứu. Rồi tiểu đường không kiểm soát đến thì phải tăng áp lực thẩm thấu, rồi hôn mê toan xe tôn. Rồi là ví dụ đột quỵ mà bệnh nhân không kiểm soát huyết áp tốt thì bệnh nhân lại bị đột quỵ. Người đàn ông này vốn khỏe mạnh bình thường. Những ngày Tết ông ăn nhậu liên miên, uống rượu nhiều. Đến mùng 5 Tết thì có biểu hiện yếu mệt, đau bụng quằn quại. Các con đưa ông vào cấp cứu, ông được chẩn đoán viêm tụy cấp. Đau quặn bụng, đưa viện luôn thì ở đây thì các bác sĩ chẩn đoán là viêm tụy, cho vào khoa cấp cứu rồi luôn. Thế còn đối với những bác mà bị tiểu đường ấy thì ngày Tết là cái ngày mà ăn bánh chưng rất là nhiều thì đường huyết cũng rất rối loạn. Mà khi mà đường huyết lên cao ấy thì lại gây ra rất là nhiều những cái biến chứng, ví dụ như tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim. Đấy là những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Còn lại thì có những cái biến chứng nhỏ hơn thì ít khi phải vào cấp cứu, nhưng mà đấy cũng là một cái nguy cơ mà cần phải cảnh báo. Thời điểm nghỉ Tết rơi vào lúc giao mùa, kết hợp với những xáo trộn trong sinh hoạt ăn uống, tập luyện là cơ hội để một số bệnh lý bùng phát hoặc các bệnh lý nền trở nặng hơn. Đầu tiên là các bệnh lý đường tiêu hóa. Vậy nên sau kỳ nghỉ Tết, một số vấn đề tiêu hóa có thể gặp là khó tiêu, ăn uống kém, viêm loát dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày. Các bệnh lý nền như viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có nguy cơ bị nặng lên. Ngay lập tức thì đối với những bệnh nhân mà đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường phải thiết lập lại cái chế độ ăn uống theo hướng dẫn của nhân viên y tế để làm sao kiểm soát được đường huyết tốt. Với kiểm soát đường huyết tốt đây là ngoài cái thuốc men đầy đủ kèm theo cái chế độ ăn của bệnh nhân và tuyên luyện tập của bệnh nhân, chứ không phải là chỉ là gì chúng ta có thuốc chúng ta cứ ăn rồi chúng ta lại dùng thuốc. Đấy là phải kết hợp giữa bác sĩ và người bệnh, phải có một cái chế độ để làm sao lập lại cái cuộc sống bình thường. Đấy, chứ mấy cái Tết thì chúng ta hơi có tư tưởng là xóa một tí. Các bác sĩ cảnh báo những bệnh lý nền có nguy cơ trở nặng gồm đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện. Do vậy, nếu người bệnh không tuân thủ điều trị trong những ngày Tết, có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng như đợt cấp hoặc biến chứng của các bệnh lý này. Còn cụ bà 82 tuổi này mắc đái tháo đường đã 25 năm. Cụ không thể nào quên cái Tết của 2 năm trước, khi cụ ăn uống không điều độ, khiến đường huyết tăng vọt lên cao và phải nằm viện điều trị. Tôi là cái năm kia ấy, là ăn nó quá là vì no cơm, ăn nhiều cơm. Trước kia là tôi cứ phải 2 bát đầy. Tôi cũng không biết là mình cao, nhưng vào đến khám cái thì là phát hiện 18 là bác sĩ không cho tôi về, vào viện luôn. Đấy. Thế là từ giờ năm kia, này, năm ngoái này và đến năm nay thì rất bình thường theo cái chế độ mà mình thực hiện ăn đấy. Bây giờ bệnh nhân cũng có ý thức hơn nhiều trong cái việc mà ăn uống trong những ngày Tết cũng như là việc dùng thuốc. Nên do vậy mà cái kết quả xét nghiệm được cải thiện so với những cái năm trước là bệnh nhân chưa hiểu biết nhiều về các cái bệnh lý mãn tính. Để sau kỳ nghỉ Tết không phải lo lắng về việc cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải hay các bệnh lý nền tăng nặng, mọi người cần lưu ý một số vấn đề sau. Bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ. Sau kỳ nghỉ Tết, mọi người cần thiết lập lại chế độ ăn uống điều độ, bổ sung thêm các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, uống đủ nước mỗi ngày, thiết lập lại nhịp sinh học bằng cách không thức khuya ngủ nướng. Tập luyện thể thao. Mỗi ngày nên dành khoảng 30 phút để tập luyện các môn thể dục thể thao phù hợp. Những người có bệnh lý nền nên tái khám sau dịp Tết, hoặc những người cảm thấy có các vấn đề bất thường về sức khỏe cũng nên khám sau dịp Tết để sớm phát hiện bệnh lý nếu có. Đến đây Y tế trong ngày sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.